ាគមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងថ្ងៃនេះយើងមកគ្រៀបជួបបងប្អូនទៀតហើយបាទសំរិទ្ធគេមាន blue sp ពួក spray ដើម្បីបាញ់កុំឲ្យសម្រាប់មេរោគពេលគេវហើយយើងត្រូវមានពួកថ្នាំផ្សះពួកអាម៉ុកពួក MP ពួកបងស្រាប់ហើយហ្នឹងយើងត្រូវមានមួយឈ្មោះបាទហើយផ្លេចគឺឡាមបាទឡាមផ្សាយមកបាទនេះគឺជាសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើនៅពេលគ្រៀមជ្រូកគឺត្រូវមានពពួកអ៊ីយ៉ូឌីនក៏បានពពួកស្ប្រាយបាញ់សម្រាប់មេរោគនេះមកមួយមានអឺសារ៉ាងមសុលដើម្បីបូមថ្នាំពពួកថ្នាំសាដើម្បីវិឆាប់សាស់ឆាប់ជារំរាវដែលយើងគ្រៀមហើយនឹងឡាមគឺមានសម្ភារៈតែ4 5ហ្នឹងមកហើយបើថានេះយើងត្រូវមានមជុលនឹងចេះដើម្បីត្រៀមលូពេលឲ្យជ្រូកជ្រូកដេហើយយើងមកមើលស្ដាយThank you.
bà xuất đây bằng phôi nào khnề chắc man thế sơn ca kêu chú bọc cho mình hai nhà man thôi phải cứ dùng khăn ổn hết nên ca kêu chú cứ dùng thầu miên nam dùng làm mê rốt nam sát một chút sáng chỉ môi đừng làm thấy bà đây còn làm đại dương kêu bên đó và đây dương ban spray đó vì dùng làm mê rốt có gì ai kêu bà này hay chú nông ca kêu chú cứ dùng mình bắt cọ cọ hay được môn đôi chạp vì môn đấy cứ dùng cọ ấy dùng non để chia mình chắc nhưng chặt tiền về đôi nhung khơi nồng rút ở video đang hái vậy nhưng đỏ chân màu có mọi việc cho một được say ở viên tắc hay dùng tiền có đặt về màu từ việc đặt à ta say con nó màu thòm nào mình chia mày tôi chia mày bạn hay chú cứ dùng ai kêu miền pi pi pe bảo dùng kêu nó pe mê cầm phong đã bao mê dụ đọc từ đọc làm ngày nó có bán cứ miền này là còn chú bảo dưỡng về chặt chia cầm đều đặt pi đặt bay ngay cứ chia vụ đặt đọc mê vì miền chít cholesterol là vừa ở tập về một cái bốn tháp xa ai miền ăn thịt co chui cà phê vận hèm mới tiếp dương kêu cà phê đại dương mà bãi bán mà tắt được ấy bàn đại phê là phía chân bãi hai gì vậy nấy tay đã riết là hai chân màu man kêu dù đài hay cái nó kêu bên nó có bán này phụ chụp dương về miền bãi bàn đại còn là dương hot dương thì mình chạy dương ai chập kêu nó bị hot dương đồng ca kêu thì bà hay lấy dương mơ này chụp đại dương tìm kêu hai mình nhé về cục thom dương kêu chụp thom những việc nào khác làm điều cầm lang với pin tôi về hồ chia mấy tí túi có đấy để phần tái còn là một cái bùa viết riêng cro chia mấy bài gì giảm ngày hai chúng nó chụp xây mới tiếp cứ dương ngặt ai che tất được bánh tất từ lơ chụp tí cái là dương bánh tất được cái che tất từ lơ chụp đại kêu hai liếm được cái pi được bay ngày nắng viên đường hai một cái bùa về là hai một cái bùa thứ anh nghe chia với ai tôi chia cái hai thà từ như tê tận nọ cho và đôi chia cái hai xa một cái vật đấy mà bộ đại lý xa một cái vật nó cứ cái đại viên thử tất có viên miên mê ruột tại tại tận đi đứng chỗ vì xa một cái vật nó việc bậc cạnh ngọn bằng đo thuộc ba việc cạnh ngọn chấn nhưng còn là cao ai bàn trong cái bàn và đá chạm chia một bối dương ai bàn liền lực luôn về bàn này nơi này đây dùng này hay miên dùng nó mũi tiết đây nhầm trong phép về cắt cái túi nhưng trong cắt bán là cái bàn này bởi dương cắt về đại viên riêng bàn chiêm bậc cắt hay viên đằng hô chiêm thế dương khi sợ bàn dương cùng vô cửa sưu rồi tại dương vô sai đi cửa sưu từ rất là cái lái người tôi đây dương cắt nắng về nút viên đằng lên chiêm men bàn tay cái đôi về dương lên cửa sưu nâng vĩnh viên đằng tôi chỉ tập vèo mà tập vèo và cái lái cửa tôi nằng trắng khôi cửa tôi chưa có việc ai tập vèo xì xì rồi hô tờ trên đây chứ như mấy ai về hô được cái lịch sợ chiêm mà phải gì kèm đóng tìm hình thì dân tới viên lên ai về nhà viên đằng kìm hết một bốn nắng viên đằng chia hay a thầm nào với miền tôi chỉ tập vèo của tôi thì bà hay nói những tên sơn nam ni mê chụp nhưng nếu khi chị ca nhìn chăm chỉ lẽ cái nạn cứ sáng thì nhưng còn chưa chạy đầm lên được hai chứ nhưng chăm đời thì mình mê pi tới pi được bay tới đầm bay ở dương ca nhìn chăm vào dưới vì mình vẫn chốn mấy nhà vật vật chỉ vật này ca nhìn chăm là nếu cứ mê chắc mồi muối còn bay muối nhưng ai lượng tồn hò hay nước cồn hay từ lại đi xa với ai miền lai trong thì đường thòm ná nhưng mà bạn thấy chật chứ dương thời đại miền mê chú tí dạng hói hay là dương thường miền chỉnh trăm mòn tí cụp xong và thêm ấy chẳng đã cô thì tới những cái ca chỉnh trăm sạch chỉ lẽ cái nạc rung xa yến còn miền ca thì chẳng ra nó là ấy vì chui đo chùm nó đọc rung xa tiền ba chẳng nâng hải